Hoa hậu Hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ của Thiên Ân khóc nghẹn tiết lộ phải ăn giấy vệ sinh để ép cân. Hiện 69 thí sinh đã trải qua được 2/3 chặng đường tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế lần thứ 10. Đêm chung kết diễn ra ngày 25 tháng 10, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Sentul, Jakarta, Indonesia. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Miss Grand International 2022 đã tổ chức một phần thi phỏng vấn kín. Ban giám khảo phần thi này bao gồm vợ chồng chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Issaquarisil và bà Teresa Chavisus, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2014 Dariani Lees và Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016 Ariska Bhuti Pratiwi. Các thí sinh Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 đã hoàn thành vòng phỏng vấn kín cùng 4 giám khảo. Tại đây, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của ban giám khảo về bản thân và cuộc sống. Những người hâm mộ hiện rất quan tâm tới đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Derya Kok, khi chia sẻ câu chuyện giảm cân vô cùng khắc nghiệt ám ảnh. Derya Kok thậm chí đã ví việc làm này như những hành động điên rồ chỉ để khiến công chúng tự hào. Người đẹp cho biết, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 ở Indonesia, cô đã trải qua quá trình nghiêm ngặt để giảm 6 kg. Mở đầu buổi phỏng vấn, Derya Kok đại diện Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu bản thân trôi chảy, có thấy khả năng hoạt ngôn. Sau giới thiệu về đất nước và con người Thổ Nhĩ Kỳ, người đẹp đại diện xúc động chia sẻ hành trình giảm cân của mình cho ban giám khảo. Người đẹp 29 tuổi áp dụng phương pháp vô cùng hà khắc và cô đã giảm được 6 kg khi đến với cuộc thi. Derya Kok gây sốc khi tiết lộ, tôi đã nhúng giấy vệ sinh vào nước cam ép để chao có mùi vị và ăn nó. Tôi đeo nịt bụng rất chặt, đến nỗi khi đi vệ sinh tôi đã bị chảy máu. Cụ thể, cô đã làm những điều dại dột chỉ để khán giả tại quê nhà không chỉ trích hình thể của mình. Chia sẻ với Encyclopedia, Derya Kok chia sẻ về lý do cô luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn khi đến với cuộc thi nhan sắc. Đó là sự tin tưởng vào bản thân. Là phụ nữ, tôi nhận thức được rằng mình có thể trở thành bất cứ thứ gì mình muốn. Đôi khi con đường đi thật khó, nhưng từ bỏ không phải là điều đối với tôi. Tôi luôn luôn là chính mình, tôi không cần biết tôi có thất bại hay không. Điều khiến tôi tự hào là biết rằng thực tế không có thất bại, chỉ là những bài học mà chúng ta có thể học được. Vì vậy, bạn phải tiếp tục bước tiếp, đó là cuộc sống. Derya Kok từng cho biết, thứ cô mong muốn đem đến cuộc thi là hình ảnh phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, là sự thân thiện và tốt bụng đến với bạn bè Nam Châu. Người đẹp chia sẻ, bản thân phải thường xuyên sử dụng cortisone, một loại hormone điều trị bệnh stress, khiến cơ thể dễ bị tăng cân dù chỉ uống nước. Hồi tháng 7, khi được ban tổ chức liên hệ và đề cử làm đại diện đi thi, Derya Kok đã quyết tâm giảm cân. Sau khi Derya Kok chia sẻ, các giám khảo không khỏi xót xa vì cô lựa chọn phương pháp giảm cân phản khoa học. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ còn bị chỉ trích vì lựa chọn phương pháp giảm cân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt, ở một đấu trường sắc đẹp có nhiều hoạt động ngoại khóa như Miss Grand International, những thí sinh đặc biệt phải quan tâm đến việc đảm bảo sức khỏe hơn là vóc dáng. Những hệ quả của việc siết cân quá đà sẽ dễ khiến người đẹp không đạt được trạng thái tốt nhất trong cuộc thi. Trong buổi phỏng vấn, Miss Grand Thổ Nhĩ Kỳ còn chia sẻ thêm về công việc từ thiện của mình tại quê nhà, đồng thời người đẹp còn tiết lộ việc mình đi thi hoa hậu từng vấp phải sự phản đối của bạn trai. Tuy nhiên, được đại diện quê hương tại một đấu trường nhan sắc lớn là ước mơ của cô. Derya Kok vẫn một mực quyết tâm rèn luyện và đến với cuộc thi Miss Grand International 2022 với tâm thế tốt nhất. Câu chuyện ăn giấy vệ sinh để giữ dáng không quá hiếm hoi đối với ngành công nghiệp thời trang. Nhiều người mẫu đã chọn cách làm gây tranh cãi này để siết dáng trước mỗi show diễn. Trong cuốn sách có tên The Vogue Factor phát hành năm 2013, cựu biên tập viên Vogue Christy Clement từng vạch ra những mặt trái của ngành công nghiệp thời trang, trong đó có việc nhịn ăn và ăn ghế lụa để giữ dáng của người mẫu. Derya Kok mang hai dòng máu Đức Thổ Nhĩ Kỳ. Cô là nhà hoạt động xã hội, chuyên gia cố vấn về người tị nạn. Người đẹp cao 1m70, nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Anh và Pháp. Cô từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu siêu quốc gia Đức 2019. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia đấu trường Miss Grand International từ năm 2016, nhưng chưa lập được thành tích nào.